Thưa quý vị, hậu kiểm cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm sau công bố sản phẩm là khâu quan trọng để kịp thời phát hiện thực phẩm không bảo đảm an toàn, các cơ sở vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Thực tế, nhiều sản phẩm đưa ra thị trường không đảm bảo rõ về nguồn gốc xuất xứ, công tác hậu kiểm gặp không ít khó khăn. Sữa trẻ em, cháo dinh dưỡng, bánh ngô, rất nhiều thực phẩm nhập khẩu không có tem nhãn phụ. Điều này khiến người tiêu dùng khó mà nắm bắt được công dụng, thành phần xuất xứ, trong khi theo quy định hàng hóa nhập khẩu phải có tem phụ trước khi đưa ra lưu thông. Chúng tôi, một là chúng tôi sẽ hướng dẫn và xin lỗi và hướng dẫn khách hàng. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm về những cái vấn đề về hàng hóa. Thứ ba là chúng tôi sẽ khắc phục để cho khách hàng tin tưởng vào cái chuỗi cửa hàng của mình. Theo Nghị định 15, doanh nghiệp được tự đứng ra công bố chất lượng sản phẩm, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về mọi thông tin của sản phẩm khi tự công bố. Tuy nhiên, theo quy định này, sau đó đưa sản phẩm ra thị trường, trong trường hợp có nguy cơ mất an toàn thực phẩm, thì dù có kiểm tra xử lý, nhưng thực phẩm không đảm bảo đã được lưu thông trên thị trường. Ngoài ra, trong quá trình hậu kiểm, xuất hiện tình trạng doanh nghiệp được cấp đăng ký kinh doanh tại một địa chỉ, sau đó chuyển địa chỉ khác không còn sản xuất kinh doanh đã đăng ký. Đây là hai cái nội dung rất quan trọng và rất là phức tạp trong quá trình hậu kiểm để thực hiện cái chỉ thị số 15 vừa qua. Và rất nhiều địa phương, rất nhiều bộ ngành đã kiến nghị cái nội dung này và chúng tôi đang tổng hợp để báo cáo với Chính phủ nhanh chóng cho chúng ta sửa cái nghị định 15. Chúng ta đồng ý là thông thoáng, nhưng thông thoáng không có nghĩa là chúng ta buông lỏng. Như vậy, việc nhanh chóng sửa đổi Nghị định 15 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm là cần thiết để khắc phục những khó khăn vướng mắc trong khâu hậu kiểm cũng như đảm bảo an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng.